Cô chào tất cả các em. Trong buổi học tự nhiên xã hội hôm nay, các em sẽ tiếp tục học chủ điểm về tự nhiên qua bài 41 và 42, đó là bài Thân cây. Trong bài học này, các em cần đạt được những nội dung sau. Thứ nhất, nhận dạng và kể được tên một số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo. Thứ hai, phân loại một số cây theo cách mọc của thân như đứng, leo, bò và theo cấu tạo của thân như thân gỗ, thân thảo. Thứ ba, nêu được chức năng và ích lợi của thân cây. Các em lấy sách giáo khoa, mở trang 78, theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ học tập cùng cô nhé. Trong tiết này, chúng ta gồm có 3 hoạt động. Hoạt động 1. Phân loại thân cây theo cách mọc và cấu tạo. Ở hoạt động thứ hai, các em sẽ đi nghiên cứu về chức năng của thân cây. Hoạt động thứ ba, các em sẽ được tìm hiểu về ích lợi của thân cây. Bây giờ, chúng ta sẽ vào hoạt động 1, phân loại thân cây theo cách mọc và cấu tạo nhé. Các em hãy cùng quan sát trên màn hình. Đây là các bức tranh có trong sách giáo khoa trang 78 và 79. Quan sát hình, các em có thể nêu tên của các cây có trong hình được không nào? Cô sẽ giới thiệu cho các em nhé. Đầu tiên là cây nhãn, cây bí đỏ, cây dưa leo, cây rau muống, cây lúa, cây su hào và các cây gỗ trong rừng. Để phân loại thân cây, người ta có hai cách. Cách một là phân loại dựa vào cách thân cây mọc. Cách hai là phân loại dựa vào cấu tạo của thân. Bây giờ cô và các em sẽ tìm hiểu về cách phân loại thứ nhất là cách mọc nhé. Dựa vào cách mọc, người ta chia thành 3 loại. Thứ nhất là mọc đứng, thứ hai là mọc leo, thứ ba là mọc bò. Vậy, thân mọc đứng là gì? Thân mọc đứng là những cây có thân khi mọc vươn thẳng lên, không dựa vào bất kỳ cây hay vật nào khác. Thế nào là thân mọc bò? Thân mọc bò là những cây có thân khi mọc bò lan trên mặt đất. Còn thân mọc leo thì sao nào? Thân mọc leo thường thì thân sẽ rất yếu, vì vậy tự thân chúng không mọc thẳng được mà phải dựa vào cây khác hay một vật nào đó để cây phát triển. Trở lại các hình trong sách giáo khoa, các em có thể nhận ra cây nào có thân mọc đứng, cây nào có thân mọc bò hay thân mọc leo không nào? Các em cùng kiểm tra với cô nhé. Cây nhãn sẽ có thân mọc đứng. Cây bí đỏ sẽ có thân mọc bò. Cây dưa leo, mọc leo. Tương tự như vậy, chúng ta có cây rau muống, mọc bò. Cây lúa, mọc đứng. Cây su hào, mọc đứng. Và cây gỗ trong rừng, mọc đứng. Dựa vào cách phân loại này thì chúng ta chia được thành 3 loại là mọc đứng, mọc bò, mọc leo. Thế, nếu chúng ta phân loại bằng cách thứ hai là dựa vào cấu tạo của thân, thì chúng ta sẽ có mấy loại? Các em theo dõi nhé. Dựa vào cấu tạo của thân, chúng ta sẽ chia được thành 2 loại, đó là thân gỗ và thân thảo. Thân gỗ là thân như thế nào? Và thân thảo là thân ra sao? Thân gỗ là thân to, khỏe, cứng, chắc và dẻo dai. Còn thân thảo là loại thân nhỏ, mềm, yếu. Dựa vào cách phân loại thứ hai mình vừa tìm hiểu, các em hãy quan sát lại tranh và cho cô biết những cây nào có thân gỗ và những cây nào có thân thảo. À, các loại cây trong bức hình này có thân gỗ là cây nhãn và cây gỗ trong rừng. Các loại cây còn lại sẽ có thân thảo, như là cây bí đỏ, cây dưa leo, cây rau muống, cây lúa và cây su hào. Các em hãy quan sát trên màn hình. Đây là cây gì?
Đây chính là cây su hào. Các em thử nhìn xem, thân cây su hào có gì đặc biệt nào? Thân cây su hào sẽ phình to ra thành củ. Qua nội dung đã tìm hiểu trong hoạt động 1, chúng ta rút được kết luận sau. Thứ nhất, các cây thường có thân mọc đứng. Một số cây có thân leo, thân bò. Thứ hai, có loại cây thân gỗ như cây nhãn, cây xoài. Có loại cây thân thảo như cây lúa, cây rau muống. Và đặc biệt, cây su hào có thân phình to thành củ. Để tìm hiểu thân cây có những chức năng gì, chúng ta cùng bước vào hoạt động 2, chức năng của thân cây. Các em hãy quan sát hình 1 và hình 2. Khi ta rạch vào thân cây cao su hay thân cây đu đủ, chúng ta thấy có nhựa chảy ra. Để biết tác dụng của nhựa cây và thân cây, các bạn ở hình 3A và hình 3B đã làm một thí nghiệm. Các bạn đã ngắt một ngọn cây. Ta thấy ở hình 3B, mặc dù ngọn cây chưa bị lìa khỏi thân cây, nhưng đã bị héo. Bởi vì ngọn cây không nhận đủ nhựa cây để duy trì sự sống. Qua các hình ảnh trên, chúng ta thấy rằng một trong những chức năng của thân cây là vận chuyển nhựa từ rễ lên lá và từ lá đi khắp các bộ phận khác của cây để nuôi cây. Ngoài ra, thân cây còn có chức năng nâng đỡ cành, lá, hoa và quả. Để biết thân cây có những ích lợi gì với đời sống con người và động vật, các em hãy cùng cô tìm hiểu trong hoạt động 3 nhé. Ích lợi của thân cây. Thân cây có thể lấy gỗ để làm bàn, ghế, giường, tủ hay để khắc tượng, hoặc là lấy gỗ có thể làm nhà. Thân cây còn được dùng để làm cổng làng. Thân cây làm thức ăn cho người hoặc động vật. Một số thân cây còn được dùng để làm thuốc các em ạ, như là cây đinh lăng, cây ngải cứu, cây hương nhu, cây tía tô. Ngoài những lợi ích trên thì thân cây còn được dùng để làm cảnh trang trí ở trong sân cũng như là trong các khuôn viên hoặc trong nhà. Qua hoạt động 3, ta thấy cây xanh mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Vì thế, cây xanh là một phần quan trọng trong đời sống của con người. Vậy các em cần làm gì để bảo vệ cây cối xung quanh mình? Chúng ta hãy cùng làm từ những hành động nhỏ nhất nhé, như là trồng cây nè, tưới cây hay bắt sâu, tỉa lá, vân vân. Và để giữ mãi lá phổi xanh này thì chúng ta phải nói không với các hành động phá hoại cây các em nhé. Hãy để cây xanh mãi là một người bạn thân bên cạnh của chúng ta. Và để thưởng cho các em nãy giờ đã tập trung lắng nghe cô giảng bài, cô có một trò chơi. Các em hãy cùng tham gia với cô nhé. Trò chơi có tên Ai Thông Minh. Câu hỏi số 1. Thân cây thường có những cách mọc nào? A. Mọc đứng, mọc bò. B. Mọc đứng, mọc leo. C. Mọc đứng, mọc bò, mọc leo. Các em đã có đáp án chưa nào? Đáp án đúng là C. Mọc đứng, mọc bò, mọc leo. Cô mời các em cùng nhau qua câu hỏi số 2. Dựa vào cấu tạo, thân cây được chia thành A. Hai loại, thân đứng và thân bò. B. Hai loại, thân gỗ và thân thảo. C. Ba loại, thân gỗ, thân thảo và thân leo. Dựa vào cấu tạo, thân cây được chia thành hai loại, thân gỗ và thân thảo. Đáp án đúng là B. Và câu hỏi cuối cùng, câu 3. Thân cây có ích lợi là A. Cho gỗ làm đồ dùng, làm thức ăn cho người và động vật. B. Làm thuốc chữa bệnh, làm cảnh. C. Cả hai ý trên. Đáp án đúng là C. Cả hai ý trên. Thân cây có các ích lợi là C.
cho gỗ làm đồ dùng, làm thức ăn cho người và động vật. Thân cây còn được dùng để làm thuốc, chữa bệnh hay làm cảnh trong sân vườn cũng như trong nhà. Vậy là trò chơi cũng đã kết thúc tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Cô có một vài dặn dò dành cho các em. Các em xem lại nội dung của bài thân cây, chuẩn bị trước nội dung của bài 43, 44, bài rễ cây. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em học tập thật tốt. Cô chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.